Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc rất là hiệu quả từ cây lược vàng. Nó hỗ trợ điều trị men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan virus nhé. Như chúng ta đã biết, cây lược vàng ngoài làm cảnh ra nó còn có rất là nhiều tác dụng đối với con người, đặc biệt là trong điều trị bệnh, được ứng dụng trong ba cái bài thuốc. Thứ nhất là ngâm rượu hỗ trợ để chữa xơ gan, ung thư gan. Thứ hai là ngâm rượu để trị đau nhức xương khớp. Thứ ba là ngâm rượu có tác dụng trị mụn. Còn với cái bài thuốc của mình, đây là mình kết hợp với rau mùng tơi để điều trị men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan virus. Và bây giờ để làm cái bài thuốc này thì chúng ta chỉ cần đi ra vườn. Mình đây mình hái hai cái lá nặng ngược vàng, mang về rửa sạch với nước muối loãng nhiều lần, sau đó mình mang đi, mình kết hợp với một ít rau mùng tơi để mình thái nhỏ khoảng hai cái lá mùng tơi to cho chúng ta thái nhỏ, để chúng ta kết hợp cùng với cái ngược vàng này để mình xay trên máy xay sinh tố để làm bài thuốc nhé. Tuy nó rất là đơn giản nhưng mà khi mà chúng ta kiên trì sử dụng cái bài thuốc này hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ thì nó sẽ giúp chúng ta dần dần khỏi được cái bệnh về gan. Đây mình tái nhỏ nhé, sau đó mình cho một ít nước đun sôi để nguội, mình xay lẫn và chắc đến cái nước. Và vì sao nó lại có tác dụng như vậy thì các bạn sẽ để ý cho mình. Khi mà cây lược vàng này được ứng dụng nhiều như vậy là do khi các nhà khoa học khi người ta nghiên cứu ấy, người ta đã tìm thấy là trong cây lược vàng có những cái hoạt chất mang giá trị lớn trong việc ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Đồng thời, cái hoạt chất này có thể tăng sức đề kháng tế bào, kích thích quá trình tái sinh tế bào diễn ra nhanh gấp nhiều lần. Nó lại trong cây lược vàng lại cần có gồm flavonoids, steroids và các khoáng chất vitamin thiết yếu và một số nguyên tố vi lượng, nên chúng có công dụng rất là tốt trong việc giảm đau, kháng viêm, an thần. Kháng khuẩn, kháng sinh, sát khuẩn, điều trị các bệnh liên quan viêm nhiễm này, chống ung thư này, rất là hiệu quả. Thế nên nó được ứng dụng nhiều như vậy. Đấy, và đây trong bài thuốc này thì mình đã xay rồi, xay xong như này rồi, mình sẽ cho vào cái ni này, mình chắc lấy cái nước này thôi rồi đổ ra cái bát rồi chúng ta hớt hết bọt đi nhá. Và chúng ta uống trước khi đi ngủ và cứ kiên trì thực hiện đến như vậy một thời gian rồi mình đi khám lại xem cái tình trạng của mình được cải thiện không, rồi sẽ có hướng điều trị và nhờ bác sĩ tư vấn tiếp nhé. Và đây là cái chia sẻ của mình về cây lược vàng. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.